Xin chào mọi người, mình là Hưng đến từ công ty Vinawater. Hôm nay Hưng sẽ giới thiệu đến cho mọi người bộ sản phẩm hệ thống lọc nước trung tâm cao cấp Senwater được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam. Senwater là công ty đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực xử lý nước với mục tiêu đem đến các giải pháp tiên tiến, hiệu quả nhằm đưa nguồn nước sạch đến người tiêu dùng trên toàn thế giới. Và bên cạnh Hưng đây chính là hệ thống lọc nước trung tâm cao cấp Senwater. Khi các bạn lắp đặt hệ thống của bên mình, công ty sẽ hỗ trợ đặt kèm cho các bạn một bộ lọc thô với lõi lọc được cấu tạo theo dạng nếp gấp, được sản xuất tại Mỹ. Tuổi thọ của bộ lọc thô có thể lên đến 3-4 năm, và đây là bộ lọc tổng với chức năng loại bỏ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, dung môi công nghiệp. Chúng ta có thể kể đến một số hóa chất gây hại như clo dư, aminan, chì, thủy ngân. Bộ lọc tổng với tuổi thọ có thể lên đến 7 năm. Và bên cạnh đó là cột làm mềm nước với chức năng loại bỏ các ion cực giúp làm mềm nước, loại bỏ các chất hóa học là amoni và sắt 2. Khi chúng ta được sử dụng nguồn nước đã được làm mềm, sẽ cảm nhận được sự mềm da, mượt tóc, quần áo sẽ không còn tình trạng bị khô cứng sau khi giặt sũ, giúp quần áo của mọi người luôn được bền đẹp. Và đi kèm với đó là thùng muối hoàn nguyên giúp hỗ trợ cho quá trình tự sục rửa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mình là Hưng. Nếu như các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì mình sẽ để lại số điện thoại và các bạn có thể truy cập vào website vinawater.com.vn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.